Xin chào các khán giả đang theo dõi sống an lạc. Quý vị thân mến, sống khỏe đã là khó, để khỏe và trường thọ thì lại càng khó hơn. Chúng ta luôn muốn sống khỏe mạnh và trường thọ, nhưng nền tảng để đạt được điều đó thì không phải ai cũng biết, hoặc là có khi biết rồi thì lại không phải ai cũng kiên trì để thực hiện được. Thế nhưng thưa quý vị, Điều đó hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay của chúng ta nếu như chúng ta hiểu được nguyên tắc và tuân thủ theo bí quyết sống của một vị giáo sư Đông y đến nay đã thọ gần trăm tuổi. Mời quý vị cùng theo dõi sống ăn lạc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những bí quyết sống khỏe được mệnh danh là viên thuốc trường thọ của vị danh y đại sư Trung Quốc đã trở thành biểu tượng cho rất nhiều người dân nước này ngưỡng mộ và làm theo giáo sư Nhan Chính Hoa, sinh vào tháng 2 năm 1920, là một chuyên gia nổi tiếng của Đại học Trung y Dược Bắc Kinh. Đồng thời, ông được xem là chiến sĩ trong lĩnh vực dưỡng sinh tại Trung Quốc, là tác giả của cuốn sách Sự thần kỳ ẩn giấu trong những điều bình dị, nói về những điều kỳ diệu và sức mạnh của việc dưỡng sinh. Giáo sư Hoa kể rằng, hồi trẻ, ông cũng chỉ vô tình bước vào con đường y học truyền thống Trung Quốc, sau đó, liên tục làm việc cho đến nay, trong lòng cảm thấy vừa thiết thực lại vừa thỏa mãn khi đã chọn theo đuổi ngành y đến cuối cuộc đời. Đối với ông, sau hơn 70 năm hành nghề, đông y không chỉ là một công việc kiếm sống mà còn có thể mang lại những kiến thức quý giá, áp dụng vào hiện thực cuộc sống cá nhân một cách hiệu quả, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của ông. Giáo sư Hoa cho rằng, ý thức tập thể dục đều đặn Thói quen ăn uống và nâng niu sức khỏe tinh thần là những vấn đề mà kiến thức đông y đã dạy cho ông. Nói như lời của con cháu ông thì bất kỳ điều gì diễn ra xung quanh ông đều mang hơi thở của một bác sĩ đông y. Bản thân giáo sư cũng rất thích cách ví von này vì kể từ khi ông làm đông y đến nay, không chỉ học tập, nghiên cứu, phục vụ điều trị mà còn hiểu rõ những giá trị của sinh mệnh, của sức khỏe. Nhờ có kiến thức về Đông y mà ông hiểu được sự vận hành tự nhiên của đất trời, để thuận theo đó mà ứng xử, ăn uống chừng mực, thói quen bình thường lành mạnh, không làm việc lao lực quá sức. Bởi vậy cho nên khi đã hơn 97 tuổi nhưng ông vẫn duy trì được sức khỏe dồi dào như trước, tinh thần vui vẻ, trí tuệ minh mẫn làm việc bình thường. Chia sẻ về bí quyết sống thọ, giáo sư Hoa khuyên rằng quan trọng là bạn phải tự biết điều tiết không có bí quyết nào ghê gớm, bản thân mỗi người đều phải tự chăm sóc sức khỏe của chính mình. Thứ nhất, sống đến đâu, vận động đến đó. Theo đó, giáo sư chia sẻ: "Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã ý thức rất rõ về tầm quan trọng của việc tập thể dục, tạo thành thói quen hàng ngày. Theo tuổi tác, sức khỏe thay đổi thì các bài tập thể dục cũng thay đổi theo cho phù hợp. Khi tôi còn trẻ, chủ yếu sống trong trường đại học" việc đầu tiên sau khi thức dậy vào buổi sáng là ra sân vận động chạy 3 vòng. Nếu chạy xong khoảng 1.200m mà cảm thấy chưa hài lòng với việc vận động thì sẽ tập thêm 10 phút thái cực quyền. Liên tục nhiều năm thực hiện việc này đều đặn, không ngày nào ngơi nghỉ. Đến khi bước vào tuổi trên 50, sức khỏe bắt đầu giảm xuống, thể lực không cho phép nên thay vì chạy chậm 3 vòng, tôi chỉ chạy trong khoảng 20 phút và tập thái cực quyền. Vào cuối mỗi buổi chiều tối, nếu rảnh rỗi thì tôi sẽ đi tản bộ khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau khi bước vào tuổi 80, sức khỏe giảm sút rõ rệt, thậm chí khi 95 tuổi, tôi đi leo núi ở Hàng Châu về đã bị đau đầu gối. Vì thế, buộc phải giảm tập thể dục nhưng không được phép bỏ tập mà duy trì tập nhẹ. Sau bữa ăn sáng được một lúc, tôi sẽ đi bộ chậm khoảng 1 tiếng làm một số động tác thể dục tự do khi thời tiết xấu thì duy trì tập trong nhà, ít nhiều gì cũng đều phải tập. Bây giờ, dù tôi đã hơn 97 tuổi nhưng vẫn cảm thấy lưng chưa bị đau, chân vẫn còn sức lực. Mỗi tuần vẫn duy trì khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong vòng một buổi. Đây có thể nói là do tôi đã kiên trì tập thể dục để được khỏe mạnh như vậy. Thứ hai, phải có lá lách dạ dày tốt thì tuổi thọ mới dài. Giải thích cho điều này, Giáo sư Hoa nói rõ, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi luôn chú trọng đến việc chăm sóc lá lách và dạ dày. Trong suốt cuộc đời điều trị cho bệnh nhân, tôi rút ra một kinh nghiệm sâu sắc rằng những người khỏe mạnh, sống thọ đều sở hữu tỳ vị khỏe, ăn uống khẩu vị tốt, ngon miệng, tiêu hóa thuận lợi. Nhìn ở góc độ Đông y, tỳ vị chính là cái gốc của tương lai. Vì thế, mỗi lần ăn uống, tôi đều chú ý đến điều này làm sao tốt nhất cho tỳ vị có ý thức ăn thêm một số món ăn bổ dạ dày lá lách như khoai sọ khoai mỡ khoai lang rau xanh món ăn có lợi cho dạ dày bao nhiêu càng giảm gây bệnh cho chúng bấy nhiêu vào khoảng thời gian năm tôi 86 tuổi có lần đã mắc bệnh dạ dày nhưng nhờ ý thức này mà tôi đã đánh bại bệnh tật mà thời điểm đó không có bí quyết gì đặc biệt chỉ chú ý thay đổi những tiểu tiết và thói quen hàng ngày dùng những phương pháp dưỡng sinh đơn giản, vấn đề chính để đi đến thành công chính là sự kiên trì thì sẽ có lợi rất lớn cho cuộc sống sau này. Kể cả khi đã về già, tôi vẫn không ngừng thực hiện việc dưỡng sinh. Tập thể dục đều đặn và chăm sóc dạ dày lá lách chính là bí quyết mà tôi đã đúc rút được trong suốt quá trình hành nghề y của mình. Áp dụng nó vào cuộc sống cá nhân, việc này đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được. Hãy coi đó là hai viên thuốc trường thọ bổ dưỡng nhất bạn nên uống mỗi ngày. Thưa quý vị, khi mà tìm hiểu về trung y thì chúng ta biết được rằng có rất nhiều người thuộc nhóm đại danh y tại Trung Quốc sống rất thọ. Bên cạnh giáo sư Nhan Chính Hoa thì có một vị danh y khác cũng đã có những cống hiến rất vĩ đại cho y học Trung Quốc và để lại cho hậu thế những bí quyết sống trường thọ đắt giá được đúc kết trong 103 năm sống và làm việc của ông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của video để tìm hiểu bí quyết sống thọ của đại danh y Can Tổ vọng, một đại danh y trường đại học Trung y Dược Nam Kinh, Trung Quốc. Giáo sư Can Tổ vọng là một trong những quốc y đại sư đầu tiên, người đồng sáng lập nên ngành tai mũi họng của y học hiện đại Trung Quốc. Ông qua đời năm 2015, thọ 103 tuổi và để lại di sản đồ sộ trong suốt cuộc đời làm nghề y của mình. Bản thân ông đã kiên trì áp dụng biện pháp dưỡng sinh trong suốt 50 năm, tự cho rằng đó là phương pháp dưỡng sinh khá khoa học. Khi ông 90 tuổi vẫn chưa chấp nhận nghỉ hưu, mà thay vào đó ông đi làm việc bình thường. Nửa ngày làm việc, khám bệnh mà đầu không đau, lưng không mỏi, tư tưởng thông suốt, minh mẫn. Chúng ta sẽ tự hỏi bí quyết chăm sóc sức khỏe của ông là gì? Tổng kết lại, ông cho rằng tất cả chỉ vẹn vẹn trong ba việc kiến thực, quy dục, hầu hành, nghĩa là ăn uống như kiến, ham muốn như rùa và hành động như khỉ. Thứ nhất, kiến thực. Ăn như kiến thì sẽ có lợi cho tiêu hóa. Ăn như kiến có hai ý nghĩa. Một loại là ăn ít và nhỏ như kiến. Hai là có thể ăn tất cả mọi thứ, thậm chí có thứ cứng như vàng mà nếu gặp thì kiến cũng cố gặm thử lấy một miếng nói một cách đơn giản cách ăn của kiến là không cần ăn nhiều không cần ăn tinh không lựa chọn thực phẩm quá mức hầu hết các thực phẩm khi ăn vào đều phải dựa vào sự co bóp của dạ dày dịch dạ dày tiết ra để xử lý thức ăn ăn một lượng vừa phải cũng là cách cung cấp vừa đủ lượng thức ăn phù hợp với chức năng làm việc của dạ dày nếu như ăn quá no dạ dày sẽ không còn chỗ để co bóp không tiết ra đủ dịch vị không đủ không gian để hoạt động và sẽ không thể hoàn thành công việc tiêu hóa cơ bản. Khi tiêu hóa có vấn đề, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ. Khi chức năng tiêu hóa hoặc hấp thụ gặp trở ngại, nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể sẽ không đủ, như vậy không thể đảm bảo được vấn đề chăm sóc sức khỏe. Khi ăn ít hơn, dạ dày tiết dịch dồi dào hơn, nhu động ruột hoạt động mạnh hơn, không chỉ không làm cho tỳ vị mệt mỏi mà còn giúp cho việc hấp thụ các thành phần dinh dưỡng được thuận lợi. Cổ nhân từng có câu nói nổi tiếng: "Sữa mẹ quý, vì chỉ có thời, thực phẩm quý là lúc biết tiết chế." Ưu điểm thứ hai trong cách ăn của kiến chính là ăn đa dạng, không kén chọn. Đây là yêu cầu về chất lượng và sở thích trong vấn đề ăn uống. Cấu trúc thực phẩm có sự khác biệt rất lớn. Con người cần rất nhiều loại thức ăn để tồn tại và phát triển. Những chất dinh dưỡng này đến từ thế giới sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú. Nếu chỉ chọn những thức ăn ngon theo sở thích cá nhân thì sẽ không thể cung cấp cho cơ thể những loại thực phẩm hữu ích khác. Vì vậy, kén chọn trong ăn uống sẽ rất có hại cho sức khỏe. Thứ hai, quy dục. Sống như một con rùa, ít ham muốn thì sẽ trường thọ. Rùa vốn là con vật được coi là biểu tượng cho sự trường thọ và tốt lành trong cuộc sống. Chúng ta nên học hỏi nhiều thứ từ nó. Ví dụ như tâm trí tĩnh lặng không tranh giành, so đo, tính toán, không có mưu cầu hay tham vọng quá lớn vượt sức của mình. Vì những đặc điểm này mà ở rùa không tồn tại chữ dục vọng. Rùa từ xưa đến nay không chiến đấu với ai, chưa từng tranh giành. Chúng ta thường thấy trọi gà, trọi trâu, thi đấu bò tót, trọi chim. Nhìn thấy muôn vật, muôn loài chiến đấu với nhau nhưng chỉ có rùa là không làm việc đó, rùa không đánh lộn lẫn nhau thậm chí nếu ai đó trêu chọc bắt nạt nó cũng sẽ giấu đuôi co chân lại để cho bạn nghiễm nhiên trở thành một anh hùng không có đối thủ dù không bao giờ tự khiêu chiến hay phản ứng lại với những trận chiến dù là con vật sử dụng thành công chiến thuật một sự tĩnh có thể chiến thắng hàng trăm sự động một sự nhẫn có thể chiến thắng hàng trăm sự dũng từ xa xưa, những nhân vật quan trọng nổi tiếng thường coi rùa là biểu tượng của điều tốt lành, lương thiện là bảo vật quý nhất trong muôn loài sinh vật. Tất nhiên, sau tất cả, con người là con người, không phải con vật nên khó có thể tránh khỏi tranh giành, đấu đá. Khi đứng trước những vấn đề lớn không thể thờ ơ vì sao cần phải nhẫn, bởi vì khi trong tâm con người không có sự hài lòng bản thân mình phải nhẫn là điều rất khó mà phải đấu tranh. Khi trong bụng con rùa trống không, nó sẽ không tơ hào đến những thứ thuộc về ham muốn, vì vậy bản thân nó không cần đến chữ nhẫn. Ngược lại, khi trong bạn đang vô cùng tức giận, nếu phải giữ trong lòng một chữ nhẫn sẽ lại khiến cho cơ thể nhận lại nhiều tác hại hơn là bạn cứ thế tỏ ra, giận dữ, quát tháo, đánh lộn không giữ được sự ham muốn quá mức, tức là coi nhẹ mọi việc chứ không phải có sự tức giận mà phải kìm nén nó. Đối với con người, sát thủ nguy hiểm nhất chính là dục vọng. Vì vậy, con người nên học ở rùa một điểm, đó chính là đừng giữ quá nhiều ham muốn trong lòng. Thứ ba, khỉ hành. Hoạt động hiếu động giống như một con khỉ, cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, khỉ được xem là động vật ưa hoạt động nhất trong tất cả các loài vật chúng hầu như không mấy khi ngồi yên, dù là đồng bằng hay rừng núi, cây cao hay vực sâu, bất kỳ hoàn cảnh và địa vị nào, khỉ vẫn luôn leo trèo, đi lại, vận động. Bởi vì khỉ có sự dẻo dai, kiên trì, có hứng thú với việc vận động, chân và toàn thân luôn luôn có sức lực, khí thế. Đây cũng là do kết quả từ việc vận động thường xuyên mà thành. Con người và khỉ có kết cấu cơ thể gần giống nhau nhất. Vì vậy, nếu con người làm được như khỉ, tất nhiên cơ thể sẽ rất linh hoạt, khỏe mạnh. Khi trái tim và thân thể đều khỏe mạnh, linh hoạt và tràn đầy năng lượng thì sẽ mãi duy trì được vẻ thanh xuân, tươi trẻ. Vì thế, danh y hoa đà nổi tiếng thường để khỉ là con vật quyền lực đầu tiên trong nhóm ngũ thú kịch. Bài tập thể dục khí công khỉ cũng xuất phát từ yếu tố này, mô phỏng những hoạt động của khỉ để kiện thể cường thân giáo sư vọng gọi những hoạt động nhanh nhẹn hoạt bát của khỉ là khỉ hành tức là hành động của khỉ một người nếu muốn đạt được điều này thực hành được nó phải đảm bảo chuẩn bị ba điều kiện kèm theo thứ nhất là phải có trái tim khỏe mạnh thể lực rắn giỏi sức mạnh thể chất mạnh mẽ thứ hai là phải có khả năng giữ thăng bằng người cao tuổi thường sẽ bị hạn chế khả năng giữ thăng bằng nên khó học theo khỉ thứ ba là phải có thái độ sống hồn nhiên, vô tư, lạc quan, trong sáng yêu đời như một đứa trẻ hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc mình không còn kịp để làm việc này nữa, mà hãy tìm ra những ưu điểm tốt của khỉ để học theo. Hãy học cách cải thiện tâm trạng, khả năng giữ thăng bằng, dần dần sẽ thực hiện được từ ít đến nhiều. Nuôi dưỡng trái tim thì cơ bản là không cần đến thể lực. Bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi nào cũng có thể thực hành được. Ngoài ra, học theo sự vận động của khỉ thì buộc bạn phải có thể lực tốt, bạn cần tập chạy đường dài hoặc đi bộ, nâng nổi cơ thể hoặc các động tác tương tự. Trừ những người mắc bệnh tim mạch ra thì đa số những người còn lại đều có thể áp dụng thực hành mô phỏng lại sự vận động của loài khỉ. Những bí quyết dưỡng sinh quý giá của các đại danh y Trung Hoa chắc hẳn đã mang đến cho chúng ta những cái nhìn mới mẻ về cách chăm sóc sức khỏe để có thể đạt được số tuổi thọ đáng mơ ước. Điều quan trọng, đó đều là những bí quyết mà chúng ta hoàn toàn có thể tự thực hiện được. Cũng tức là bách niên dài lão, sống lâu trăm tuổi, hoàn toàn không phải là ước mơ xa vời, phải không ạ? cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình hãy đăng ký kênh youtube của sống an lạc và đón xem các video được chúng tôi đăng tải hàng ngày còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại